Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình có một clip coi như là anh em đặt ra cho mình là chỉ thử thách, chỉ lút thính để lấy top 1. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm clip luôn. Bây giờ thì mình lên xe rồi, mình sẽ đi kiếm chỗ kiếm thính, kiếm chỗ trốn anh em ạ. Đây, nãy giờ thính, quên mất, cái vòng bo nó chưa co anh em ạ. Bây giờ thì mình hồi nãy mình có đứng, mình đợi lâu vãi, mấy phút lận. Nên là cái đoạn đấy, đoạn thừa dài quá mình chỉ làm lấp thôi. Nên là mình cắt đi anh em ạ. Bây giờ thì nhặt được cây AUG rồi, chiến đấu luôn nhở. Tìm thanh niên nào, chiến luôn anh em ạ. Đây này, bây giờ thì sao đây, có tiếng chân này. Có mấy ông ở trong này rồi. Đây tiếng chân đây, rất là dồn dập đây rồi. À trốn à? À hello bác tài. Hello bác tài. Ôi ôi. Đù nó chạy được rồi. Ây da. Anh gì ơi? Chạy đâu vậy? Rất một team anh em ạ. Đủ team. À bạn chạy sang này. Nào, chạy qua. À nhảy. Nhảy vào đây này. Nhảy vào này. Úi anh gì ơi? Anh nhảy vào đây thì khác gì nhảy vào mồm em. Thanh niên này chui thẳng vào mồm mình anh em ạ. Đồng đội ở bên ngoài thì không cứu. Ông ơi, ông chui vào đây làm gì? Đây được cây AUG rồi. Cây AUG này có tiếng bên ngoài nữa này. Để tự mình xử luôn cái thằng này nữa. Bắn cái gì? Đâu rồi? Đây. Ôi, bắn cái gì ở đây? Dễ vậy? Ủa clear. Một tiếng mà. Đây rồi, mình nghe thấy thanh niên rồi. Nó chỉ ở cái hai căn nhà trước mặt thôi. Đây để mình check quả này, tặng cho bạn trái bom này. Tặng cho bạn trái bom này, fire the hole. Xong này. Ôi xịt rồi anh em ơi. Bây giờ thì từ từ đã, mình sẽ trước nhà này luôn. Không phải nhà bên kia, hóa ra là nhà bên này anh em. Ra là nó ở bên này. Bác Tài đang rón rén là bác Tài. Tài cho bác quả bom này. Cho bác Tài quả bom nữa này. Hợp lý chưa? Này thì hợp lý chưa? Ui. Ấy, cái gì đây? Ô quả quả bom bị lẩy. Quả bom nó bị lẩy này, quả này thì không lẩy nữa đâu. Bánh xác đi bạn. Không ăn thua. Lại bây giờ thì mình sẽ công sang. Tại vì là vừa con tiếng xe này. Từ từ đã. Bây giờ mình công sang. Bắn ở đâu vậy? Ủa? Đâu vậy anh trai? Anh gì ơi? Em còn có 30 viên đạn thôi. Anh gì ơi? Ô. À. Thằng này như tới tầng 1. Có định mệnh. Tầng 1. Đâu rồi? Anh gì ơi? Hello. Hello anh trai. Ui giời. Đậu má nó anh em ạ. Tại vì là vừa nãy nó đứng ở có con xe đi qua là mình không nghe thấy. Mày. Mất cả cây AUG của mình. Ok thì team này cũng ra đi rồi. Mình sẽ lút, tranh thủ lút nhanh và đi tìm khu khác nha anh em. Lượn nãy giờ không thấy ai anh em ạ. Mình lượn một vòng cực dài luôn. Đã thấy mà nào. Có xe này. Ê anh gì ơi. Ui xe anh gì ơi. Xe này. Ê. Ủa, vợ gọi về ăn cơm sao chạy nhanh vậy? Anh gì ơi? À, có tiếng bắn ở đây này. Uầy. Xe này. Thôi, em xin lỗi. Ui, anh gì ơi? Ui, vãi đài ạ. Em xin lỗi rồi mà. Anh làm gì căng vậy? Anh căng à? Anh thích căng với em á? Nào, anh căng à? Anh à? Có đứa khèo mình. À, cũng đang ngồi bơm máu anh em ạ. Thằng bơm máu dưới tầng 1 đúng không? Ngay dưới chân mình này. Nào. À lại cũng ngồi uống nước cơ hả? Ều ơi, cũng chuyên nghiệp lắm chứ đùa. Bây giờ thì mình đẩy xuống. Nào anh gì? Làm tí không anh? Làm tí không anh? À anh chạy à? Làm tí không anh trai? Trời ơi anh ơi. Anh vừa bắn em căng lắm cơ mà. Ôi có flare này. Ui dầu. Thơm luôn. Ôi mình xin phép anh em là mình nhặt thêm PK nhá. Tại vì là trong thính nó chỉ có mỗi AUG thôi.
Đây này, ở trên này thì có thằng nó khèo mình này. Chưa thấy nó ở đâu thôi. Đâu rồi anh trai? Anh khèo lại nữa hộ em cái. Làm người ai làm vậy? À, vẫn khèo cả. Mời. Nghe thấy mình nói luôn anh em ạ. Khèo chỗ nào vậy ta? Kìa, trên đỉnh con xe kìa. Khèo chỗ nào vậy? Sao không nhìn thấy nhở? Vô lý. Vô lý thực sự. Đâu rồi? Không thấy anh em ạ. Ủa nó đứng đâu nó khèo mình mà nó cứ tạch ấy nhở? Buồn thiệt chứ. À. Đây rồi, thấy. Ui không ăn thua rồi. Thôi được rồi. Mình rút cây ca ra mình cho bắn anh em ạ. Nào. Cứ đứng đấy mà khèo. Hello anh trai. Nào. Khèo này. Ui nắp nhầm scope. Nào. Khèo này. Bay đầu. Bây giờ thì đẩy luôn. Ui. Xe đâu? Không có xe rồi. Ui xe nổ hết rồi. Ok mình sẽ đẩy bộ này. Đây này, trong những cái trường hợp như này mình sẽ vừa đẩy vừa nói cho anh em biết này. Bây giờ ấy, hai thanh niên kia sau cục đá đang cứu nhau, mình đẩy lên như này chắc chắn là không biết. Bây giờ thì mình sẽ vòng rộng ra. Này, cho bạn thêm quả smoke. Đây là smoke fake thôi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ vòng một cái vòng rộng. Đây này. Bí quyết này không phải phải ai cũng biết đâu anh em. Bây giờ vòng rộng như này, mình đảm bảo với anh em là kể cả bố cũng không biết là mình đã chạy đến đây rồi. Đây mình sẽ chứng minh cho anh em thấy này. Bây giờ mình đẩy một góc rộng như này, đảm bảo với anh em là bọn nó không biết là mình đã lên đến đây luôn. Vòng rộng như thế thì biết làm sao được. Đây đấy, còn đang quăng bom vào smoke kìa. Định mệnh. Tôi fake nó mới cha nội. Đây này, đấy. Vẫn còn đang ngó kìa. Làm gì mà biết mình ở trên đây. Còn một cháu ở dưới hòn đá nữa. Một cháu này này. Long Nguyễn à. À đâu, Loan Nguyễn à. Loan ơi là Loan. Loan ơi bạn con gái. Trời ơi bạn này sao lại vẩy mình. Tiếp tục mở rộng góc này. Bây giờ thanh niên ở dưới vẫn không biết mình ở đâu xem. Anh em xem nhá. Cực hiệu quả luôn. Vòng như này thì tay đen không biết được. Đâu rồi. Sau hòn đá. À đây này. Đây rồi. Đây. Anh em thấy không. Định mệnh. Vẫn đang ngó lên bên trên. Đi biết mình ở đâu luôn. Đấy. Ông ơi. Anh gì ơi. Vào gần từ này. Đây này, bây giờ là quả bom. Vẫn còn ngáo ngơ kìa. Ngáo ngơ này. Chết đi bạn ơi. Chết đi bạn ơi. Ôi không chết à. Không chết này. Nại Nhi. Ui Nhi ơi. Nhi với Loan ơi. Đang yên đang lành. Cầm mảnh xanh cắm vào đít này. Quá buồn cho hai bạn nữ. Bây giờ thì mình nút nhanh thôi. Bo thì cũng co rồi. Té luôn anh em ạ. Mình không cần phải nút nữa đâu. Thôi té thôi. Bây giờ thì đang trên đường vào bo thôi. Ô, có con xe này. Đi đâu vậy anh trai ơi. Đi đâu vậy. Ui rồi ôi. Ui ở đâu cày vậy. Té. Té gấp. Té luôn anh em ạ. Ôi mình yên vớ được mấy mạng. Ôi mình bay nhá. Ăn xong mình té đây. Ui hòn đá nó lại bé quá cơ. Té luôn anh em ạ. Tại vì mình ngoài bo. Bây giờ thì mình sẽ vào trong bo luôn anh em ạ. Vào trong đã. Từ từ thì chúng ta tính. Cứ vào đã. Có thằng nó cứ gẩy mình anh em ạ. Vừa mình lên đến đây rồi. Mình chưa biết là nó ở đâu luôn. À này bộc chưa biết nó ở đâu. Nó mình chưa biết là nó. Bây giờ thì ở trong nhà đúng không. Trong nhà gì. Ngồi mà gầy. Chưa biết bạn như nào. À bạn cũng chưa. Ui bạn càng thế. À, thế anh trai. À trong phòng kìa. Ui lục cục này. Này. Này thì lục cục này. À. Nhảy xuống đây là gì. Ui bạn ơi. Bạn nhảy như thế thì bạn chết. Còn một cháu nữa. Nào. À lục cục trên nhà. Loay hoay. À nhảy ra ngoài rồi. À đây này. Đây này. Nào. Ra đây. Ra đây. Ui dồi ôi. Một pha nhảy bắn nó cứ phải gọi là đi vào lòng người. Ui bạn ơi. Bạn này không biết tự lượng sức mình. Gãy mình nãy giờ. Mình cũng đâu biết bạn. Bạn cũng đâu biết mình. Đây là đây còn cháu nữa này. Cháu này. Cháu đang ở trên này. Ngồi trong hang đá hở chim ra ngoài này.
À, cũng gẩy lại mình. Gẩy này, úi rồi ôi, một viên vào đầu. Đau chưa? Đau thấy mẹ luôn. Nó vẫn còn cố gẩy mình à? Vô lý. Ở đâu? Hòa quá anh em thông cảm nha. Đây này, ở đầu này có thêm cháu nữa này. Nào. Này thì gãy này, úi rồi ôi, lại viên vào đầu. Này thì đừng, ui giời ôi. Vẫn cố tình nằm anh em ạ. Thế có chết không? Ai à, đau thế. Mình bắn cho một phát vào đầu rồi. Vẫn cố tình nằm đấy. Thì cái điều đương nhiên anh em đã biết rồi. Thêm viên nữa vào đầu là cái điều đương nhiên. Thế thì là bắn phát vào đầu mình đau quá. Hỏng nửa cái mũ ba mợ rồi. Đâu rồi? Để mình tìm cách mình gạt luôn anh em ạ. Để lâu cất trâu hóa bùn, chúng ta không lên dây dưa nhiều. Tại vì bây giờ là mình đang solo squad mà, cũng đùa được anh em ạ. Ăn được mạng nào là phải xào luôn mạng đấy. Thơm ngon bổ dưỡng ngay. À, sờ mốc này. Được rồi. Mình từ từ mình kiếm cái góc nào mà nó dễ chịu một tí. À, đang chạy này. Thấy xuyên sờ mốc không được rồi. Chỗ này của mình hơi hạn chế tầm nhìn anh em ạ. Mấy cái cửa sổ hơi hạn chế. Bên này cũng không nhìn được. Đây được rồi. Ra góc này. Đây, góc này góc thoáng này. Nào bây giờ bạn cứu đồng đội bạn đi. Bạn cứu mình xem nào. Lại còn một cháu nằm này. Nằm này, lại một viên vào đầu. Đứng dậy không? Không đứng dậy này. Ui xịt mẹ rồi. Nằm này. Úi rồi ôi. Ô bọn này nó như kiểu, nó như kiểu bị điên vậy nhở. Ôi bị bắn kìa. Bọn này nó như kiểu bị điên đấy anh em ạ. Bị bắn vẫn nằm. Ui, rắn rết thì tầm này. Bé Na, này bé Na. Đang có trào lưu đi tìm bé Na. Đây, bạn của bé Na đây. Này thì bạn của bé Na này. Thì tới anh em ơi. Này thì bạn của bé Na này. Vò xuống à. Nào, ui sầm mốc này. Này thì bạn của bé Na này. Ui, lại xịt rồi. Ui, cái định mệnh. Nó cái em mất mạng của mình rồi. Chạy làm sao được với mình. AUG mà vào tay mình thì thôi. Nó lại cứ phải gọi là. Đâu rồi? Thủy KM là diệt. Đâu rồi? À bò à. Này thì bò này. Confirm luôn. Định mệnh mình vừa bị thanh niên KS mất một mạng. Uầy, còn 4 thí sinh nữa. Hơi căng. Bàn căng. À có xe này. Từ đã. Có xe thì cũng phải kiếm cái mũ ngon lành đã. M24 này. Ngon. Mình xin nhá. Ôi hai thanh niên này đồ cũng ngon lắm chứ bộ. Ui căng căng căng. Ui căng căng. Ui ôi. Ui mù mở mắt. Định mệnh. Nó vướng cái tan ná. Ừ rồi. Từ. Ui gian hồi. Liu. Nào. Gian hồi. Ăn hồi. Ui dồi ôi đích chúng rồi. Uầy thằng gốc cây nữa kìa. Chỗ này có mấy thằng ta. Này thì ngồi đấy này. Ôi một cháu. Đây này gốc cây này. Gốc cây này. Lúi húi này. Úi ôi. Ngồi im nào bạn ơi. Một viên thôi. Không đau đâu. Úi chủ tòa mạng ơi. Anh. Anh gì ơi. Thôi. Em chỉ bắn có một viên thôi mà. Hai cháu bên này. Uầy thế là phải hạ 3-4 thằng ở một chỗ cái xe kia anh em ạ. Định mệnh. Ui, vẫn còn thằng nữa. Uầy, thế là chỗ này nguyên một tem. Nào, ra. Nguyên một tem ở đây luôn. Định mệnh. Thế là đây một thằng. Thế là đây ba thằng. Đủ mẹ bốn rồi. Cái thằng này tem mẹ. Uầy, khó cho mình rồi. Thôi bốc đất rồi anh em ơi. Thử thách không hoàn thành rồi. Định mệnh kia ba thằng. Cái này một thằng là bốn. Mình còn ngoài bo nữa chứ. Khốn nạn. Định mệnh. Ôi chết tôi rồi. Đang yên đang lành. Mảnh sành cắm vào đít rồi. Ui trời ôi đau thế. Anh ơi em xin lỗi. Làm gì căng. Anh bắn nhau với thằng kia đi. Em chỉ ở ngoài. Thỉnh thoảng em nhoi tí thôi. Ui what the hell. Máu nó tóe như thế nó không chết anh em ạ. Thôi mình phải tìm cách vào thôi chứ bây giờ ngoài bo tận 50 mấy mét.
Thôi quả này khó rồi, khó mình rồi, khó mình rồi. Một cháu nữa này. Uầy, định mệnh bọn này lốc lên lốc xuống với mình rồi, bực thế nhở, bực thực sự. Đây rồi, bây giờ thì mình phải vào thôi chứ biết làm sao được. Bây giờ thì không vào cũng chết, mà vào thì cũng không xong. Bây giờ thì mình phải đẩy thẳng vào cái chỗ bọn này vậy. Đây, tặng cho bạn trái bom này, tặng cho bạn trái bom này, thêm quả nữa này. Đây là quả khuyến mại nhá, à, khuyến mại em không lấy tiền đâu anh ơi. Ui, ngon 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 ngon, một cháu một cháu. Từ 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 từ, ui chết rồi. Tặng cho bạn trái nữa này. Ui, nó thấy mình, nó thấy mình. Đau, đau đấy. Thêm cháu nữa. Ui thôi rồi. Ui, liều 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 liều. Liều ăn nhiều này. Đâu rồi? Hello. Liều ăn nhiều. Ui rồi. Ôi. Liều ăn nhiều. Một pha cứ gọi là easy, cân cân sở quát anh em ạ. Ba cháu. 3 hay 4 nhở? Vừa lẽ mình 14 đúng không? Đến ăn hết. Ôi. Đến là tận tận. À đâu? Vừa lẽ mình à đâu chỉ có 3 cháu thôi anh em ạ. Chỉ được 3 cháu thôi. Ai tặng các bạn quà lửa. Bây giờ ui, phai đái nhở. Nó trong bo anh em ạ. Khốn nạn thế. Anh gì ơi. Hết bom rồi. Chết rồi. Bây giờ nó ở trong bo. Khó thế nhở. Nằm chỗ nào vậy? Điếu thế anh em ơi. Bực thực sự. Này tặng cho bạn quả bom nữa này. Đâu rồi? Để mình từ từ. À, bắn mình này. Gốc cây bên kia. Vô lý. Hello bác tài. Mình phải quăng quả choãng. Để mình chạy. Nó không có gốc cây anh em ạ. Nó nằm ở đâu nó bắn mình nhở. Ui anh ơi. Ui ôi. Thôi nhá. Em nằm rắn đây. Bé Na đây. Anh ơi. Này. Ôi trọng bò rồi may quá. Anh ơi, anh gì ơi. Anh gì ơi. Anh có nằm ở đó không? Thêm cho anh quả nữa này, hàng khuyến mại. Ủa, nó ở đâu vậy? Điếu thế anh em ơi. Này, không thấy này. Ui, ai có bom không làm gì được nó rồi. Thêm cho bạn quả Molotov này. Múa lửa đi bạn. Anh gì ơi. Anh có nghe thấy em nói gì không? Anh, ui, ui, thôi, 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 thôi. À đây rồi, thấy rồi. Thấy rồi nhá. Úi trời ơi, vãi đái. Nó tóe cái tia lửa lên, định mệnh nó nằm ở trong cái bụi, mình yếu thế anh em ạ. Quá là hầm hố. Trời ơi, bạn nằm như thế này thì ai chơi với bạn đây. Đây, nó nằm như thế này cơ mà. Vãi thật anh em ạ. Ok, vậy là mình cũng hoàn thành xong một cái clip thử thách được rất nhiều anh em đặt ra cho mình. Đó là chỉ lút thính và lấy được top 1. Và mình khuyến mại thêm là solo squad. Đấy, hợp lý, 17 kill. Ok, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhá. Anh em nào có những thử thách hay gì thì đừng quên comment ý kiến ở phía bên dưới. Bye bye.